ca sĩ Hồ Việt Trung thừa nhận đang hẹn hò diễn viên 9X khi vừa chia tay bạn gái cũ. Sau 4 phần đầu thành công, Hồ Việt Trung tiếp tục thực hiện phần 5 MV ca nhạc Giải Cứu Tiểu Thư. Đóng cặp với nam ca sĩ trong MV lần này là diễn viên Mỹ Hòa. Hồ Việt Trung cho biết hợp tác với Mỹ Hòa lần đầu trong phim Lật Mặt 1. Anh thích nét diễn tự nhiên của diễn viên 9X nên mời cô tham gia trong dự án lần này. Không chỉ tình cảm trên phim trường, ngoài đời, cả hai còn thường xuyên hẹn hò, đi ăn chung. Một người bạn của Hồ Việt Trung tiết lộ với báo chí, nam ca sĩ và diễn viên 9X đang trong giai đoạn tìm hiểu. Trao đổi với Hồ Việt Trung, anh thừa nhận bị rung động trước nhan sắc, tính tình và cách làm việc chuyên nghiệp của Mỹ Hòa. Anh cho hay, trong quá trình quay MV, thời gian kéo dài, từ 6 giờ chiều đến 2-3 giờ sáng, cô ấy không than thở mà lặng lẽ ở bên, đồng hành cùng tôi. Tương lai không nói trước được điều gì, nhưng hiện tại chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Trả lời thắc mắc về sự xuất hiện của Mỹ Hòa có từng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hồ Việt Trung và hot girl Mi Vân, nam ca sĩ khẳng định, tôi và Mi Vân chia tay do cả hai có quá nhiều khác biệt, không có yếu tố người thứ ba. Trong khi đó, Mỹ Hòa cũng thừa nhận bị cảm nắng Hồ Việt Trung trên phim trường. Cô chia sẻ tính tình của anh ấy dễ chịu, nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc. Tôi đã bị cảm nắng anh ấy sau những ngày làm việc chung, anh ấy đúng là mẫu bạn trai mà tôi mơ ước. Cô khẳng định không ngại vấn đề Hồ Việt Trung đã trải qua nhiều mối tình, mới chia tay Mi Vân và có con gái 3 tuổi. Trong tình yêu, quan trọng là tình cảm của cả hai dành cho nhau như thế nào. Tôi không đặt nặng và suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của đối phương. Mỹ Hòa sinh năm 1990, cô từng tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Những Thiên Thần Nhanh Nhạy, Ảo Ảnh, Gia Đình Tôi, Lật Mặt 1, Lô Tô.